Chào các em nha, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 70. Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số. Bài tiếp theo, trang 80-81, vở bài tập môn toán lớp 3, tập 1. Các em nhớ đây là tập 1 nha. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em sẵn sàng, nhớ lúc nào chúng ta cũng có cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ và giấy nháp để chúng ta làm bài. Rồi, và bây giờ không linh tinh linh thuyền nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chu! Đó, bài của chúng ta nè. Thì đây là cái bài thứ hai nhá. Trong bài 69 thì chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất, tức là tiết 1, đúng không? Và đây là tiết 2. Rồi, bài 1 người ta yêu cầu mình tính với 4 cái phép chia. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chia thôi. Thì chia ở đây chúng ta là chia tuần tự. Vẫn tiếp tục là từ bên tay gì? Tay trái sang bên tay phải, đúng không? Thấy nè, 4 nè, không chia cho 8 phải lấy 2 chữ số là bao nhiêu? 48. 48 chia cho 8 được mấy các em? Được 6, đúng không? 6 x 8 nè, bằng 40, 48. Đó, sau đó chúng ta thực hiện phép trừ nha. Rồi, bây giờ là 48 trừ 48 thì bằng mấy? Bằng 0. Được chưa? Rồi, hạ số gì? Hạ số 0 xuống nè. Hạ số 0 xuống nhá. 0 chia cho 8 thì chỉ được mấy? Được mấy đây? Được 0 thôi. 0 x 8 bằng 0. Được chưa? Và 0 trừ 0 bằng 0. Đó. Nếu em nào mà chỉ ghi đến đây thì chưa đầy đủ theo quy trình của cái bài toán này nha. Được chưa? Vậy kết quả chúng ta sẽ là 60. Xong. Tiếp theo, 562 chia cho 7 nè. 5 không chia cho 7, chúng ta phải lấy 2 chữ số là 56. 56 chia cho 7 thì được mấy nhỉ? À, được 8. 8 x 7 bằng 5, 56 nè. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trừ. 56 trừ 56 thì còn mấy? Còn 0. Hạ số gì? Hạ số 2. 2 chia cho 7 thì được mấy các em? 2 chia 7 được mấy? Được 0. Đúng không? Đó. Được 0. 0 x 7 thì bằng 0. 2 trừ 0 bằng 2. Như vậy, phép chia này là phép chia có gì? Có dư. Đấy, chú ý nha. Cái bước này rất nhiều em sẽ gì? Sẽ sai đây nè. Đó. 2 mà chia cho 7 thì chỉ được 0 thôi nha. 0 x 7 bằng 0, 2 trừ 2. Đó, vậy thì đây là dư 2. Quy trình của chúng ta làm thì phải đầy đủ. Đó, chứ còn nếu chúng ta làm tắt thì chỉ cần đến đây là chúng ta đã thực hiện xong và chúng ta biết phép chia này là có dư gì? Dư 2. Nhưng mà cái này thì tới lớp 6 chúng ta mới thực hiện. Đó, còn bây giờ ở đây lớp 3 thì chúng ta phải thực hiện giống như thầy. Được chưa? Rồi, tiếp theo. 243 mà chia cho 6. Chúng ta cũng sẽ lấy 2 chữ số là 24 chia cho 6. Được. Được 4 nè. 4 x 6 bằng 2, 24 nè. Được chưa? Rồi, bây giờ cũng 24 trừ 24 bằng 0. Đó, và giờ chúng ta cũng sẽ phải hạ số gì? Số 3 xuống nè. 3 chia cho 6 thì cũng chỉ được mấy? Được 0 thôi nhá. 0 x 6 bằng 0. 3 trừ 0 bằng 3. Như vậy đây là phép chia có gì? Có dư. Là dư 3. Đó. Tương tự như vậy thì 848 nè. Chúng ta thấy là số 8 này chia cho 4, chúng ta sẽ lấy một chữ số trước nè. 8 chia cho 4 được mấy? Được 2. 2 x 4 bằng 8, chúng ta viết 8. Đó, sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép gì? Phép trừ này. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ số 4, chúng ta được 4. 4 chia 4 được 1. 1 x 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng mấy? Bằng 0. Hạ số mấy đây? Hạ số 8 nè. Đó. 8 chia cho 4 được 2. 2 nhân với 4 thì bằng 8. Và 8 trừ 8
bằng 0. Đó, như vậy đây phép chia hết. Phép chia này giống như ở bài 69 đúng không? Đó, ôn luyện lại chúng ta luôn đó. Được chưa? Đó, và các em có thể xem lại một lần nữa nha. Chỗ nhà thầy đang xây dựng rất là nhiều nên là lúc nào cũng có tiếng ồn, nhưng mà âm thanh tương đối là đa dạng đúng không các em? Không có gì hết. Rồi, chúng ta sẽ đến với bài số 2. Dạng toán này chúng ta đã làm quen thuộc rồi. Người ta hỏi mình là số gì, tức là chúng ta sẽ điền cái số nào vào đây. Chúng ta đã biết rồi, số bị chia, chia cho số chia thì sẽ được thương. Thương là phép chia hết thì chúng ta chỉ ghi đây, và nếu có dư chúng ta sẽ ghi phần có dư ở đây. Cái này các em phải sử dụng giấy nháp, chúng ta thực hiện các phép chia thôi. 4, 2, 5 là số bị chia. Chia cho 6 là số gì? Số chia nè. 4 không chia cho 6 phải lấy 42. 42 chia cho 6 được 7. 7 x 6 là 42. 42 trừ 42 bằng 0. Được chưa? Hạ số mấy? Hạ số 5 nè. 5 này chia cho 6 thì chỉ được mấy? Được 0 thôi. 0 x 6 thì bằng 0. 5 trừ 0 bằng 5. Như vậy chúng ta sẽ được thương là bao nhiêu? 7 gì? 70. Và dư mấy? Dư 5. Đó. Xong. Rồi, sang phép chia thứ 2 nhé. 4 2 5 chia cho mấy? Chia cho 7 nè. Được chưa? Cũng giống như vậy thì 4 không chia 7 phải lấy 2 chữ số. 42 chia cho 7 được 6. 6 x 7 bằng 42. 42 trừ 42 bằng 0. Hạ 5. 5 này không chia cho 7 nên 5 chia cho 7 chỉ bằng mấy? Bằng 0. 0 x 7 bằng 0. 5 trừ 0 bằng 5. Vậy thì phép chia này là phép chia cũng tiếp tục là phép chia có gì? Có dư, và kết quả là 6 gì? 60. Dư mấy? Dư 5. Đó, được chưa? Rồi, tiếp theo. 7 2 7 chia cho mấy? Chia cho 8 nè. 72 chia cho 8 được 9. 9 x 8 là 72. 72 trừ 72 bằng 0. Hạ 7. 7 chia cho 8 thì bằng 0. 0 x 8 bằng 0. 7 trừ 0 bằng 7. Vậy thì nó sẽ bằng 9 gì? 90. Dư mấy? Dư 7. Được chưa? Đơn giản đúng không? Tiếp theo, 7, 2, 7 chia cho 9 nè. Cũng như vậy thì 72 chia cho 9 sẽ bằng 8, 8, 9, 7, 72. 72 trừ 72 bằng 0, hạ 7. 7 chia cho 9 cũng chỉ được 0. 0 x 9 bằng 0, 7 trừ 7 bằng 7. Vậy thì nó sẽ bằng 80 và dư 7. À, dễ đúng không? Đó. Với thầy 2K thì lúc nào các em cũng cảm thấy bài toán dễ như ăn cháo thôi. Rồi, sang bài số 3. Họ hỏi mình cái gì? Một tuần lễ thì có 7 ngày. Đó. Một tuần lễ nè. 7 ngày. Được chưa? 7 ngày nè. Thì bằng một tuần gì? Một tuần lễ. Tuần lễ chúng ta học bài hát đó. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng thật cố gắng. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, em cố ra phát phiếu bé ngoan. Đó, đúng không? Đấy, nhớ chưa? Đấy, thì đấy là thầy linh tinh linh thuyền một tí nhá. Vậy thì một tuần lễ có 7 ngày. Vậy thì bây giờ ngày thứ năm 2004 thì cái năm kệ em đi, không quan tâm. Đấy chưa? Vậy giờ 366 ngày thì có bao nhiêu tuần lễ? Đó, và có thể dư là gì? Dư mấy ngày? Đúng không? Hiểu chưa nào? Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần lấy gì? 366 chia cho 7. Được chưa? Nó sẽ ra bao nhiêu tuần và dư bao nhiêu ngày? Đúng chưa nào? Rồi, 3 không chia cho 7, 36 chia cho 7 thì chỉ được mấy? 5. 5 x 7 là 3,
35, 36 trừ 35 thì còn dư mấy? Dư 1. Hạ 6 xuống nè. 16 chia cho 7 thì chỉ được mấy thôi? 2. 2 nhân 7 là 10, 14. Vậy thì 16 trừ 14 thì còn dư mấy? Dư 2. Như vậy thì nó sẽ là 52 tuần và dư này là dư 2 ngày. À, được chưa? Chúng ta sẽ giải nhá. Hỏi năm 2004 gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời luôn nè. 5 2 0 0 4 có số tuần lễ và số ngày. Có số tuần lễ và ngày là đó. Được chưa? Ta sẽ thực hiện phép chia là bao nhiêu? 3 6 6 chia cho 7 thì sẽ bằng 52. 52 gì nhỉ? 52 tuần à. Đó, và dư gì? Dư 2 ngày. Đúng chưa? Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết luận thôi. Vậy 5 2 0 0 4 sẽ có bao nhiêu? 52 tuần lễ và gì? Và 2 ngày. Đó, đây chính là gì? Đáp số bao nhiêu? 52 tuần, 2 gì? 2 ngày. Đó, dễ như ăn tương, đúng không? Xong nhá. Rồi, sang bài cuối cùng, bài số 4. Yêu cầu mình đúng thì ghi chữ đờ, sai thì ghi chữ S vào hai cái phép này nè. Giờ chúng ta muốn biết đúng hay sai, chúng ta cùng chia. Chia thì chúng ta mới biết được. 5, 6, 7 nè. Chia cho mấy? Chia cho 8 nè. Ta thấy là 5 không chia cho 8 phải lấy 56. 56 chia cho 8 được 7. 7 x 8 là 50. 56 nè. Được chưa? Đến đây đúng nhá. 56 trừ 56 thì bằng gì? Bằng 0 nè. Được chưa? Họ tiếp tục hạ số mấy? Hạ số 7 nè. Được chưa? 7 nè. 7 chia cho 8 thì chỉ được mấy? Được 0. 0 x 8 bằng 0. 7 trừ đi 0 thì bằng mấy? Bằng 7. Đúng chưa? Vậy phép chia này đúng không? Đúng. À, chúng ta sẽ đánh dấu gì? Dấu đúng. Rồi, ta sang phép chia thứ hai. Phép chia thứ hai là bao nhiêu? 3, 5, 6 chia cho 7 nè. Họ sẽ thực hiện là 35 chia cho 7 được 5. 5 x 7 là 3, 35. 35 trừ 35 bằng 0. Hạ số mấy? Hạ số 6 xuống nè. Hạ số 6 lên đây họ dừng đã, đúng chưa? Chưa. 6 này không chia được cho 7 thì 6 chia cho 7 được 0. 0 x 7 bằng 0. 6 trừ đi 0 bằng 6. Đó, vậy thì đây mới là phép toán đúng. Họ chỉ làm đến đây thì còn thiếu hai cái bước này, đúng không? Đấy, do vậy phép toán này là phép toán sai. Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong được cái bài số 70. Và như thường lệ, các em nhớ trước khi chia tay đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang học trong lớp, trong trường nha. Rồi, tạm biệt các em.